Sáng nay ngày 17 tháng 7, đoàn công tác Học viện Nông nghiệp Việt Nam do đồng chí Cao Đức Phát, Phó Chủ tịch Hội đồng Học viện Nông nghiệp Việt Nam, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nguyên Phó Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương làm trưởng đoàn đã làm việc tại tỉnh Sơn La, thảo luận về thực trạng phát triển bền vững nông nghiệp và nông dân gắn với chuyển đổi số quốc gia, đô thị hóa và thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Sơn La. Phía tỉnh Sơn La chủ trì buổi làm việc có đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tham dự có lãnh đạo một số sở ngành liên quan. Tại buổi làm việc, tỉnh Sơn La đã thông tin một số kết quả nổi bật trong lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Sơn La ước đạt 15.420 tỷ đồng, tăng 2,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản ước đạt 3.336 tỷ đồng, tăng 5,74%. Toàn tỉnh đã gieo trồng được 105.670 hectare cây trồng hàng năm, tổng diện tích cây ăn quả và cây sơn tra đạt 83.482 ha. Tỉnh tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, hỗ trợ duy trì phát triển 245 chuỗi cung ứng nông lâm thủy sản an toàn, cấp 281 mã số vùng trồng với diện tích trên 4.608 ha cây ăn quả phục vụ xuất khẩu. Toàn tỉnh có 4 vùng trồng ứng dụng công nghệ cao, có 24 sản phẩm nông nghiệp được Cục Sở hữu Trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ tỉnh quan tâm chăm sóc, khoanh nuôi tái sinh, bảo vệ rừng hiện có. Triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, toàn tỉnh đã có 59 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 110 sản phẩm ô cốp. Đoàn công tác của Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã trao đổi thảo luận về đề tài phát triển bền vững nông nghiệp, kinh tế nông thôn và nông dân gắn với chuyển đổi số quốc gia, đô thị hóa và thích ứng với biến đổi khí hậu thuộc chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia Đoàn công tác đề nghị tỉnh Sơn La tạo điều kiện cho đoàn công tác được nghiên cứu đề tài tại tỉnh, đi nghiên cứu thực tế tại huyện Mai Sơn, Mộc Châu và Bắc Yên về việc phát triển bền vững nông nghiệp, nông thôn, nông dân trước bối cảnh chuyển đổi số, đô thị hóa và thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Sơn La. Tỉnh Sơn La sẽ tạo điều kiện để đoàn công tác nghiên cứu đề tài và mong rằng việc nghiên cứu thực tế của đoàn công tác Học viện Nông nghiệp Việt Nam tại địa bàn tỉnh sẽ giúp tỉnh đánh giá thực trạng công tác phát triển nông nghiệp trên địa bàn để xây dựng kế hoạch lộ trình phát triển nông nghiệp nông dân nông thôn bền vững trong thời gian tới